Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Đa Minh Savio Tổng giáo phận Hà Nội xin được gửi tới quý vị ý nguyện trong tháng 9. 1. Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Cầu cho những người đang sống bên lề. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội trong những điều kiện vô nhân đạo. Xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua và không bao giờ bị coi thường. 2. Lời mời gọi của Cha Tuyên úy Liên đoàn. Trong tháng này, chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn thiếu nhi bước vào một năm học mới với nhiều thành quả tốt đẹp và ngày càng lớn lên trong ơn nghĩa Chúa. 3. Cầu cho các đấng bậc. Trong tháng này, vào ngày 7 tháng 9, chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô Lê Đắc Trọng, nguyên giám mục phụ tá nhân 14 năm, ngày ngài được Chúa gọi về năm 2009. 4. Một số ngày lễ đặc biệt trong tháng. Ngày 8 tháng 9, sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria lễ kính. Ngày 13 tháng 9, Thánh Gioan Kim Khẩu giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Ngày 14 tháng 9, Suy Tôn Thánh Giá lễ kính. Ngày 15 tháng 9, Đức Mẹ Sầu Bi lễ nhớ. Ngày 16 tháng 9, Thánh Colenio giáo hoàng và Thánh Cipriano giám mục tử đạo lễ nhớ. Ngày 20 tháng 9, Thánh Andre Kim Tae-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn tử đạo tại Triều Tiên lễ nhớ. Ngày 21 tháng 9, Thánh Matthew Tông Đồ tác giả tin mừng lễ kính. Ngày 23 tháng 9, Thánh Bio Thánh Bien Chensina, Thánh Bio Năm Dấu Linh Mục lễ nhớ. Ngày 27 tháng 9, Thánh Vicente Phaolô Linh Mục lễ nhớ. Ngày 29 tháng 9, các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael lễ kính. Ngày 30 tháng 9, Thánh Geronimo Linh Mục tiến sĩ lễ nhớ. Một số điểm lưu ý, ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh, chúng ta cầu cho tổ quốc được bình an, thịnh vượng. Ngày 9 tháng 9 là ngày kỷ niệm Tòa Thánh thiết lập hai giáo phận tông tòa đầu tiên tại Việt Nam, đàng trong và đàng ngoài, và bổ nhiệm hai giáo mục coi sóc giáo đoàn Việt Nam với sự lo đào tạo linh mục bản xứ ngày 9 tháng 9 năm 1659. Chúng ta cùng cầu nguyện cho việc truyền giáo trên quê hương Việt Nam, cách riêng tại Tổng giáo phận Hà Nội thu được nhiều hoa trái thiêng liêng. Trên đây là những ý nguyện trong tháng 9, hy vọng các bạn thiếu nhi sẽ chăm chỉ cầu nguyện hơn mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!